Namaste, xin chào các bạn. Nếu như bạn thường xuyên bị đau mỏi cổ hay gáy, đau lưng hay người mệt mỏi, uể oải, thiếu năng lượng thì đây chính là video hàng ngày dành cho bạn đấy. Vâng, căn bệnh đau cổ hay gáy thì là nỗi đau của rất là nhiều người, đặc biệt là những người làm văn phòng, những người hay ngồi làm vi tính và thường xuyên là ít vận động và đặc biệt là không có thời gian để vận động, không có thời gian để luyện tập để rèn luyện sức khỏe của mình. Nhưng mà bạn đừng lo nhé, hôm nay Hằng Nga đã có một bộ giáo án dành cho chúng ta đây, đặc biệt bộ giáo án yoga 7 ngày dành cho người bận rộn. Các bạn chỉ cần dành mỗi ngày 5 phút thôi, chúng ta sẽ tập vào buổi sáng sau khi chúng ta thức dậy, vào buổi tối trước khi chúng ta đi ngủ, hoặc ngay cả khi chúng ta đang ngồi làm việc ở văn phòng bạn cũng có thể vận động được. Và bộ giáo án này cực kỳ là dễ tập, ngay cả bạn chưa tập yoga bao giờ ta có thể bắt đầu ngay với bài tập này. Nào, hãy sẵn sàng nào, chúng ta sẽ trở về trên thảm của mình, hoặc bạn có thể ngồi ngay trên giường của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu bài tập nhé. Nào, chúng ta sẽ đến với bài tập của ngày thứ nhất, bài tập giúp giảm đau mỏi cổ vai gáy. Nào, hãy trở về trên thảm, hai tay chắp lại, bạn có thể ngồi khoanh chân hoặc tư thế anh hùng ngồi, mắt nhắm lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể, tập trung vào hơi thở, thở chậm và sâu từ cơ hoành, hít sâu, tròn căng bụng lên, hít sâu xuống vào trong, hít sâu, thở thật chậm, hít thật sâu, thở xa thật chậm, rồi chúng ta từ từ mở mắt ra nào, rồi hít vào, nâng ngực, đẩy ngực, đúng rồi, đẩy ngực của bạn lên, căng ra cổ, ngửa ngực lên, rồi thở ra gù lưng lại, mắt nhìn xuống, hít sâu nâng ngực. Đúng rồi, đẩy ngược lên, căng ra cổ ra nào. Thở ra gù lưng lại, mắt nhìn xuống. Một lần nữa hít sâu nâng ngược, đẩy ngược lên nào, kéo căng ra cổ của mình ra. Rồi lấy thêm nguồn oxy vào trong cơ thể. Thở ra gù lưng lại, mắt nhìn xuống. Rồi hít sâu nâng người lên, vươn hai tay lên, đan ngón tay vào nhau, lật ngửa lòng ngón tay, vươn ra sau đầu, mắt nhìn theo tay, vươn ở đây nào. 6, vươn tay sau đầu nhiều hơn, 5, rất tốt, 4, vươn tay sau đầu, 3, 2, rất tốt, 3, rồi thở dài hết, buông tay, mặt nhìn xuống. Rồi bây giờ, căng tay, tay phải của bạn đưa ra phía trước, rồi ta dùng cái cổ tay trái mình kéo gắt lại, hãy nhớ nhé, để căng cánh tay phải của mình đây, rồi bạn có thể nhắm mắt lại. Kết nối với cơ thể, hít sâu, thả lỏng toàn bộ đôi bờ vai, thả lỏng cơ cổ, thở ra thật chậm, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, rồi thả buông tay. Ở bên nào, tay trái đưa qua bên phải, tiếp tục dùng cổ tay phải của bạn kéo gạt lại, nhắm mắt, thả lỏng đôi vai, thả lỏng cơ thể. Để căng cánh tay trái của bạn ra nào. Đúng rồi, căng cánh tay trái của mình ra nhé. Hít sâu, thở thật chậm. Hít sâu, thở chậm. Rồi, buông hai tay. Vươn lên, cao. Căng vai, kéo biểu tay phải của bạn sang phía bên trái. Nào, chúng ta hãy cố gắng nào. Mắt mình nhìn lên nhé. Cố gắng mắt mình nhìn lên, đúng rồi. Mắt nhìn lên, không nhìn xuống đất. Hít sâu, thở ra, kéo qua bên trái hơn một xíu. Cứ như vậy, hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Rồi, bây giờ chúng ta đổi bên nào. Rồi, hít vươn lên, thở đổi bên. Rồi, kéo qua bên phải. Đó. Nếu như bạn thấy rằng là sau 30 giây giữ trong tư thế này, mà bạn cảm thấy rằng cánh tay của mình nó tê tê, nghĩa là bạn đang có dấu hiệu đau cổ vai gáy đấy. Rồi, chúng ta hãy nhớ nhé, thường xuyên vận động hàng ngày để có thể thoát khỏi cơn đau này, tránh để đến lúc rồi nó nặng lên, chúng ta lại phải tiến mất tật mang. Rồi, sâu mình vươn lên, thở ra, buông tay xuống. Rồi bây giờ chúng ta đan hai tay sau lưng, ngang tay sang ngang để bạn dễ quan sát nhé. Hít sâu này, mình cuộn vai này, ưỡn ngực này, thở đẩy tay ra xa mông. Hít sâu, thở thật chậm, bạn giữ ở đây. Đó, bạn cũng có thể trong tư thế ngồi, hoặc chúng ta có thể đứng lên khi bạn đang ở trong văn phòng làm việc.
Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện trong tư thế đứng nhé. Tư thế đứng này, hít sâu. Bạn có thể thực hiện cái biến thể căng hơn, đó là bên dài người ra, nâng cao hơn một chút biến thể, rồi gập xuống. Rồi thả lỏng hai tay, chỉ còn lại các ngón tay ta đan vào nhau. Thả lỏng và thả lỏng. Hít sâu, thở thật chậm. Hít thật sâu, thở chậm. Rồi thử 6 giây. Rồi sau đó chúng ta buông hai tay. Rồi chống xuống hạ. Hạ hai gối xuống trong tư thế bảo vệ. Cánh tay và đùi vuông góc với thảm, hai tay mở rộng bằng vai, hai gối mở rộng bằng hông. Hít sâu, căng mông cuộn ngực, nhấc cao vai, mắt nhìn lên. Rất tốt. Thở ra cuộn gối lại, mắt nhìn xuống. Hai lần nữa, hít sâu, bỗng lưng căng mông, mắt nhìn lên. Thở ra cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống. Lần cuối, hít sâu, căng mông cuộn ngực, mắt nhìn lên. Giữ ở đây, hít thở đều và hít thở sâu. Đây là một bài tập đơn giản nhưng rất là tuyệt vời, giúp bạn trị liệu cuộc sống, giúp chúng ta giảm đau lưng, ưỡn ngực. Hít sâu, thở ra cuộn gồ lưng, mắt nhìn rốn. Nhìn xuống rốn, cảm nhận đốt sống cổ và đốt sống ngực đang được căng giãn. Cảm nhận luồng khí đi vào, đi ra ở qua đường mũi. Thôi thở ra, rồi quay người sang lại. Hít sâu, vươn hai tay lên cao, mắt nhìn theo tay, vươn dài lưng, giãn cột sống, rồi chắp tay lại, kéo xuống trước ngực, mắt nhắm lại, điều hòa hơi thở. Hít sâu, thở ra, từ từ mở mắt ra. Rồi chúng ta vừa mới hoàn thành bài tập yoga dành cho người bận rộn. Và đây là bài tập của ngày đầu tiên. Bạn đừng quên luyện tập đều đặn và thường xuyên mỗi ngày, buổi sáng, buổi tối hoặc ngay cả trong giờ bạn của bạn làm việc. Và bạn sẽ cảm nhận thấy sự thay đổi kỳ diệu của cơ thể mình qua mỗi ngày. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh của Hằng Nga nhé, để chúng ta không bỏ lỡ các bài tập hấp dẫn mỗi ngày. Và theo dõi trang fanpage Nguyễn Hằng Nga Yoga để luôn luôn nhận được các thông tin bổ ích. Và các bài tập nó phát live stream trên trang vào lúc 5 giờ sáng mỗi ngày cùng rất là nhiều bài tập bổ ích khác trong ngày. Và đừng quên share bài tập này tới những người bạn thân xung quanh của mình. Chúng ta cùng luyện tập, cùng có một cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở bài tập của ngày tiếp theo.